Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Sao nhập ngũ sau nhiều ngày trông đợi, Sao nhập ngũ 2022 đã chính thức trở lại. Như đã biết, đây là mùa Sao nhập ngũ đặc biệt khi có đến 8 chiến sĩ trải nghiệm ở hai nội dung, chiến sĩ nam và chiến sĩ nữ. Ở đó sẽ có các hoạt động riêng và những hoạt động chung để cùng thực hiện các thử thách. Địa điểm ghi hình Sao nhập ngũ 2022 là Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn 2, một trong 4 quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, được thành lập vào ngày 17 tháng 5 năm 1974 tại Thừa Thiên, nay là tỉnh Thừa Thiên Huế. Dàn cast chính thức lộ diện trong loạt ảnh Full HD bao gồm Độ Mixi, Hòa Minzy, Di Khánh, Cara, Buka, Anh Tú, Minh Tú, ST Sơn Thạch. Tại Sao nhập ngũ 2022, 8 nghệ sĩ trải nghiệm sẽ được tham gia nội dung tổng hợp của 4 đơn vị: bộ binh, tăng thiết giáp, pháo binh, trinh sát. Trong khi đó, tại các mùa trước, nghệ sĩ trải nghiệm chỉ tham gia một nội dung đặc thù tại một đơn vị cụ thể. Phối hợp cùng 8 khách mời tham gia trải nghiệm là 14 chiến sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng trong vòng 2 tháng, cộng thêm 2 tháng tập huấn để hỗ trợ tốt nhất trong quá trình ghi hình. Trong đó, đại đội trưởng và trung đội trưởng, hai người đứng đầu trực tiếp huấn luyện 8 nghệ sĩ, được tuyển chọn trong 100 ứng viên xuất sắc nhất. Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào thứ Bảy lúc 12 giờ trưa trên kênh Quốc phòng Việt Nam, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3. Khung giờ phát sóng trên các hạ tầng khác lần lượt là 14 giờ thứ Bảy trên kênh TV360, 20 giờ thứ Bảy trên kênh SCTV6, 9 giờ Chủ nhật trên siêu ứng dụng Mocha và 10 giờ Chủ nhật trên kênh YouTube chính thức của chương trình.